chó sủa cái gì? Game nó nghe tiếng rất kinh dị, tiếng chó sủa. Con tí nó mô bò này. Ok. Cũng sẽ làm xong rồi. Hello. Xin chào mọi người. Hôm nay sẽ đến một cái tựa game cũ. Từ đời tham hoánh nào rồi. Thì ông Đạo với ông Thuyền cứ rủ chơi Adrian Swarm. Thì con game này mình nghe nói nó rồi, mình đã từng chơi cái bản từ cái bản của ra cái bản từ đời tám hoánh trước rồi, nhưng mà mình kiểu chơi nghịch nghịch thôi, chơi ở mấy quán net ấy. Bây giờ tự nhiên thấy trên Steam nó có free game free mà thì nó có vẻ ổn. Ông Đào với ông Huy Anh Vũ đủ chơi bây giờ chơi thử xem như nào. Là sẽ có thể có cả hiệp nữa, là sẽ chơi cùng Đào với Vũ hiệp nào gọi nhiều hơn. Để tôi đây rồi, tôi invite ông rồi đấy, tôi accept rồi đấy, đang loading này. Mấy cỏ thế nhập vào từ nấy nào bây giờ nha. Trong này có bốn vị trí này, có thằng officer này, có thằng special weapon này, có thằng medic team, có một medic và một technology. Thằng technology nó sẽ đi hack cửa để mình đi qua được. Medic thì hồi máu, không cần biết, có tôi ông cầm hồi máu và hồi đạn officer, không có nhiều cứu chicken. Đạo cầm con đấy biết chơi mấy đạo. Ông nói đi cái gì? Đạo cầm con đấy chơi được không đạo? Biết rồi. Không biết sửa không ấy, biết hack không ấy. Tôi thì pro zo cái này biết sửa, cái con thằng nào biết sửa. À, cái hai của ông là đặt cái turret xuống đất ấy để bắn ấy. Đạn thì hai người nên có hai người cầm cái hộp đạn. Đẹp mà ông hiệp, cầm đạn đi. Đẹp mà hiệp. Thằng này nó, tôi nghe nói nó có 6 nòng mà sao này không thấy có 6 nòng không này nhỉ? 6 nòng cái turret với thứ hai của ông. Mấy cái đồ mà thứ ba ấy, mấy cái đồ bé bé ở thứ ba thì bấm số 1 để sử dụng nhá. Chỉ có vài đồ thì kiểu như của đạo phải có cái tương tác ứng xử. Quá nhiều. Anh xem đi, ra đi rồi đấy. Bad mission. Ok, tao game rồi. Đi, đi theo tôi, okay. Đi theo tôi. Bấm chuột ở bên phải để đánh cận chiến nhé. Khi mà ít thì đánh cận chiến nó đỡ phí đạn. Xin mời đêm trong này cận đạn. Tình mình một vàng. Đang nói nếu đi đừng bắn vào nhau nha, bắn vào nhau vẫn mất máu. Thế à? Ui, đi quất mẹ. Đi thơ, tép 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 tép. Đi quất mẹ đau quá cứt. Chết. Đấy. Mẹ giống nhau thôi mà. À, đợi là hai game. Chết mẹ rồi. Cái game này nó đấy à. Nó kiểu gì ấy? Đạo đang hack đấy. Ok. Không, nó cái game này nó thay đạn mà. Rồi, tính tiền không? Nó thay đạn. Để biên này các bạn lên đây hiểu không? À, bấm cách để lộ nhá. Bấm cách để lộ nha. Ok. Lộ đẹp đi. Né. Tôi tâm đây có Officer đây. One Kickman đây. Bắn bình tĩnh hiểu về, tí đạn. One Pan Man, ôi bắn hết mọi người tôi rồi. One Pan Man. Đấm chết. Đi tiếp. Ôi dồi ôi. Mẹ, bắn cái gì bắn đây, nhau. Không hiệp tí là. Đi cũng là ông nhá, ông mấy ông cầm bắn người tôi. Ai bắn, bố tôi một hit chết ba kìa. Nói gì đi. Từ tôi chỉnh tiếng, ghé đi tiếng, cũng là hơi to. Đi tiếp. Ô cái này nó thay đạn xong nó mất luôn cả cái cô đạn ấy đúng không? Đúng rồi. Rất là game thế mới đúng hợp lý nhỉ. Xin ông ấy. Biết à? Game chân thật vẫn nhìn nè. Có căn thì phải lắp bao nhiêu viên vào thì được lấy nhiêu viên đi. Game ngảm ngu mãi. Sao nhìn tôi trông kiểu yếu gì nhỉ? Trông bự bự.
trông tôi đúng kiểu đội trưởng, đội trưởng. Bắn bắn vào đôi người phải cứ đi không biết cần bắn nhau thôi. Đi ra. Không hiệp ấy, không hiệp trên đang bắn một người. Sao nó y gì nhỉ? Cái gì vậy? Không hiệp. Ôi dồi ôi, từ đấy tôi nói thật là không mất máu vì con quái, còn mất máu vì được bắn. Rồi nha, ít người thì đừng bắn nha, ít người đừng bắn, ít người thì đập thôi. À ít quá thì đập thôi. Mày nè. Đừng bắn mà. Bắn anh luôn nha. Sao tôi thấy nó có easy nhỉ? Easy quá. Mẹ, tôi để nó mồ thế. Đâu? Bắn làm gì nữa? Mẹ ơi ba. Nhập còn bắn cái gì? Máu, máu. Máu kìa. Medic, medic, medic này. Ê, đứng đây hồi máu. Không hiếp. Máu đây. Hiệp cũng mất máu quá. Phải đổi hiệp sắp mất rồi. Cứ một lưng đồng đội cũng bắn à. Theo khi hổ ngáo máy thích. Ai? Không hiệp ấy. Chuẩn bị đạn này cover đạo nhá. Sắp đến đạn cover đạo. À, nó hướng dẫn tôi đặt cái này đây đúng không? Kéo đặt. À. Rồi. Tôi sẽ đặt ở đây. Khổ đạo. Đặt thế nào nhỉ? À đây đặt đặt. Đi con mẹ, đừng bắn nữa. Nó đến này, cố thủ, cố thủ. Ok, đặt, cố kết này rồi. Gì mà. Đừng bắn vào nhau, mẹ khổ vãi. Đi con mẹ đây, đây, đây. Cố kết, cố kết. Hôn máu, phía anh, hôn máu. Đấy, vào đây, đúng rồi đấy. Máu trong hiệp thôi chứ không chẳng xong chưa đạo. Xong rồi. Lấy không lấy cái này à. Lấy cái gì? Lấy lại đi. Thôi thằng mặt khác nó hồi lại mình. Chứ còn thằng mặt khác nó phải hồi lại mình chứ. Nó làm theo quá mán. Easy đấy. Easy vậy. Lên lên cấp rồi đấy. Toàn bắn nhau. Tôi được cái ammo này. Lần này để hát ít nha. Ôi, no more rồi đi kìa. Hát ít đi. Và dâu anh cho đến no more. Ôi dồi ôi. Trình độ mình, ông phải hiểu. Ông đạo ông 12 hiểu. 12 rưỡi rồi, tôi ngủ đây, tôi ngủ. Phải cất. Tìm vào 12 rưỡi rồi á, nhanh vậy. Chết nó rồi ngủ. Để đi con mẹ nó đi. Tôi muốn có súng mới. Có súng mới không? Đều có. Ready đi. Thôi cầm sáu gắn này cho chất. Chết đi này. Trời ơi. Cái ngay này đội trưởng Mỹ đi đâu đâu. Tôi là đội trưởng. Tôi là officer đấy. Tab để ấn map. Đây, sẽ phải đi theo hướng này. Toàn đội chú ý, đấy. Đấy, không cần phải bắn, không cần phải bắn. Lại bắn một lưng tôi. Bắn toàn đại lạc thôi, toàn lượng thôi. Rồi ông dân ném sao sáng thôi. Chói hơn cả đảng. Mẹ. Chà, trời ơi, gì đây, gì đây. Đánh nha, đấm tá. Đập. Đấm đá đi đâu đâu. Ông làm gì đấy. Giờ này. Cái này giờ này. Bạn tôi bớt hơi nhiều máu đấy. Ui đi con mẹ. Đi con mẹ. Hồi máu nào. Đừng có đây hồi máu. Đừng bắn nữa. Toàn bắn vào người tôi. Chẳng ai để tôi đi đầu. Mẹ ông nó có đáp sáng rồi chói hết cả mắt. Nào ấy. Thì con mẹ đạo nhá.
Ô, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Ôi ôi, máu, nhiều máu, nhiều máu. Đừng bắn làm gì? Đừng bắn, đừng bắn. Đừng bắn. Qua qua qua. Đấm nhau rồi, bây giờ tôi không cần chết này. Bắn ít thôi, với ông Hiệp kìa. Giữa. Thôi đừng bắn. Han han cửa lại, han cửa lại cho quái nó lao lên, han cửa lại. Ông Hiệp đi từ từ thôi, ông Hiệp ơi. Ông Hiệp mẹ cứ rũa, rũa kinh quá nhỉ. Đáng gà. Đéo có gì cũng rũa. Đấy đấy, bắn 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 hăng vãi nhìn tí đéo có đạn bắn. Đập nó, đá nó. Medic của mẹ mày. Ai medic à? Medic kìa. Ổ vãi cần mất máu mẹ vớ vẩn vãi. Phí máu cái gì? Trên này, trên này. Ê có máu, có máu ở đây, có máu ở đây, ông vào nhà này. Chưa đây, máu ở kia đã đi rồi. Ấn số 1 thì dùng nha, máu để ấn số 1 thì dùng. Tôi có rồi, tôi có rồi. Có thì dùng đi. Tôi đây máu tung đi. Mẹ. Ôi cái gì đấy? Chui xuống đây làm gì? Tung ngáo đá, ông Hiệp. Đây, tôi đúng ngáo vai. Chết rồi. Ai bảo ông ngáo? Ông chui lên gì để cho cái đứa đeo đầu ông ngáo? Đúng rồi. Hiệp ốc, người đập ốc. Hiệp vừa đít man vừa đập ốc. Ê, có máu ở đây nha, có máu ở đây nha. Mà anh cứng lên dùng đi. Ăn cửa lại nhanh. Mẹ, mẹ đích cứ đi trước này. Máu. Đấy, trên đấy nhiều bình máu, trên đấy nhiều bình máu. Lên dùng, thoải mái. Không cần cái kia rồi. Thì bỏ ra tí nhặt lại dùng xong rồi nhặt. Rốt. Ok. Đấy, đi. Nhanh nhanh trước đạn à? À đấy đạn. Reload. Nào, đặt grab, đặt tôi grab đi. Mạnh là tôi grab chưa? Đặt chưa? Đặt đâu hợp lý? Đặt giữa. Bắn cặc bắn hết kết ra. Đặt đây ở tầm bắn. Đặt đây là slow motion. Không, không gì nữa, đặt ở đây là nó sẽ bao quát tất cả mọi thứ xung quanh. Đặt ở giữa thì nó chỉ bao quát một vùng thôi. Hiểu không? Có dô phải thế. Thế là tính slow toán motion. Slow motion này. Slow motion. Nhá, không bắn. Ý có mẹ nó toàn bắn mình ạ, cái trụ. Người ta gọi là tính đầu óc trưởng, nó tính toán lắm. Ô đi, đi, mẹ, chó này bắn tôi này. Chó chết. Thằng tôi rất phản chủ. Ôi trời, đừng bắn tao, thằng chó chết. Đi. Vừa phải tránh zombie, vừa phải đi mẹ mình tránh đạn của cái tung rét này. Bên này này. Đứng ra bên này. Ôi trời, nó bắn mọi người tôi cái rồi. Mẹ mày. Rồi, ok, khỏe. Ơ cứ đứng đây nhỉ, tôi rét lắm hết rồi. Tôi bảo tôi đặt đấy. Ở đây nó chí lắm. Tôi đặt ở đây là auto win mà. Nó cứ xuống là chết. Bỏ rô, tôi đặt cái tung rét nó không thể hiện cái đẳng cấp. Thôi đứng nhìn thôi, game mà dễ. Người bỏ rô nó thế. Con vẻ đéo trẻ ở có cái đồ vậy ạ. Bỏ rô này rồi. Gì đây? Ông bắt cái gì đây? Tăng độ khó cho game à. Ok chưa? Chết đến nơi rồi kìa. Ok ạ. Lắc. Đi lắc ạ. Hồi máu này, vào đây hồi máu. Ui, sao nó giật thế nhỉ? Tất cả chỉ tại ông Huy Anh. Đẩy cái tô nét nó làm hết này. Người ta gọi là chai hát.
bố mày à. Tưởng đấm như một cắp được America này. Nào vào đây tôi đấm vật mặt. Lời rồi, lời nó sai. Mày nhờ mày. Đấy, cho mày thích cân tim gì ở lại. Mày nhờ mày. À, vào đâu, đi đâu, đi đâu. Ở đây đều sao. Bắn cái cực. Xong rồi. Game là dễ. In là in memory of MK Hiệp. Ờ, thế ông Hiệp có được hồi sinh không? Không, thế là chết. À, tôi được một khẩu súng mới. Ừ, tôi mới đạo được từ hôm qua. Con tinh nịu. Nó sao Hiệp in nhỉ? Ông Hiệp này. Quân ngô quá. Đây là xem số mới thông diễn. Ủ đẻ. Ôi, quân ngô quá. Sao lạ tù thế, game đéo nó lâu vậy. Trời ơi, xem số mới này nào. Sóc văn, 2 viên. Xem đam bao nhiêu? Đam 105 cộng 70. Đam 175. Hai cộng bằng nhau à? Fire rate 1.5. Reload speed 2.8. X416. Đi ra đây trước để tôi hack cái này. Đi mà đi ra đây trước. Chấm. Gì vậy? Thằng của tôi có khả năng sử dụng bom này, nhưng mà ấn sử dụng bom rồi thì thôi. Đang ấn thì đã vào. Súng tôi nhìn có vẻ to. Đi ở đâu? Đâu đi ở đâu? Đúng rồi đi ở đâu? Cái nhà địch đến nha. Ôi thì con mẹ thằng nào cứ bắn vào lưng mình. Hiệp. Ôi vãi. Súng rồi, súng điện mấy ông ạ? Ôi đâu rồi, lại bắn vào lưng tôi rồi. Đâu, bắn đây mà. À ghê nhở, ôi ghê nhở, ôi ghê nhở. Trời ơi, xịn hò kinh. Nhưng mà tôi sẽ thấy có cái đam này ở thì stun nó lại. Đã bảo tôi là sập pê mà ông cứ đòi hỏi nhỉ. Sập tun thôi. Đấy, đấy, đấy bắn nè. Ui, ui. Mẹ. Mẹ cứ bắn vào lưng mình. Ô, đi. Cái này cái gì đây? PAD là cái đéo gì? PAD là cái gì đấy? Đâu? Ui đi! Đây 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 đây. Con mẹ mày! Con giá to nhỉ. Đi đéo gì đấy? Kinh quá, đéo đi vào đâu. Ui, ui đồng ấy, đồng ấy. Cái khẩu súng ấy có 2 viên đạn ạ. Ông Huy Anh ơi, ông quăng máu cái nào. Mày đích đi. Mày đích ơi, mày đích ơi. Hiệp đâu rồi, Hiệp ơi. Không Hiệp đâu rồi. Sao không vào được. À đi không mạng. What the fuck, ông bị đít mẹ thôi. Ông Hiệp bị đít rồi à? Hai cái này ông không bị đít ông hay gì không ngủ gật mẹ thôi à. Ông đang đứng ở tận kia kia ở à, đây thấy rồi, thấy ông rồi chấm. Ê, hồi máu ai cần hồi máu nào hai cái hai cũng còn hết ui nhanh lên nào quái nó ra không nói thì tôi đập tu rét hồi máu đi đoạn này phải ấy không nói thì tôi đập tu rét ạ. Tôi biết thì đéo được đoạn này cô. Trời ơi. Ông đạo đúng là nào cần hack chứ không phải nói tôi là tôi dép chứ. Mẹ tôi nát tôi. Mẹ đi. Đi ra. Không đặt tôi dép à. Ông bảo sao tôi biết được. Mẹ đi đâu. Ừ. Mẹ đi đâu.
Thì chết rồi đâu có. Nhìn tất cả bị cắn ra mã rồi. Chết. Khó. Ôi chồng ơi, nó đang gặm người ông kìa, ông Huy Anh kìa. Ông Huy Anh kìa. Đây là hiệp. Ông kìa đang gặm kìa. Ông đấy.